Anh Thơ và Thế Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện nóng mới vừa cập nhật. Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Nhiều điểm vui chơi tại thành phố Hồ Chí Minh đông khách dịp Tết Dương lịch. Đón du khách sông đất Quảng Bình ngày đầu năm. Cua Cà Mau nặng gần 1,5 kg được tiêm phọt mon để lưu giữ tiêu bản. Điều tra vụ việc 5 người trong một gia đình tử vong ở Tuyên Quang. Mâu thuẫn do hát karaoke, 2 người thương vong. Camera 24 giờ, cảnh giác bị mất cắp khi đi mua sắm dịp cuối năm. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày thay vì đi chơi xa, nhiều gia đình đã lựa chọn những địa điểm vui chơi tại thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ Tết này. Ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ. Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, du khách xếp hàng chờ mua vé vào cổng từ sáng sớm, không khí hào hứng và rộn ràng. Bên cạnh được ngắm nhìn các loài động vật, các hoạt động như múa lân sư rồng ở Thảo Cầm Viên trong ngày đầu năm mới cũng thu hút các em nhỏ. Để thuận tiện cho người dân đến vui chơi trong dịp này, Ban Quản lý Thảo Cầm Viên cũng đã giới thiệu mã QR. Sau khi quét mã bằng điện thoại, người dân có thể dễ dàng tìm đường đến các khu vực khác nhau trong Thảo Cầm Viên. Thì cũng nhân dịp năm mới 2023 nên gia đình tôi có đến cho các bé chủ yếu là coi các cái động vật, với lại cũng để nghỉ ngơi cho một năm cũ vừa đi làm vừa qua đó. Rồi chủ yếu là chỉ giải trí thôi. Cầu mong là một năm tốt, năm mới thì có nhiều may mắn hơn và luôn đạt những cái điều thành công hơn. Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng là một địa điểm thu hút nhiều khách tham quan. Nhiều bạn trẻ và các gia đình có con nhỏ đã đến để dạo quanh các gian sách, cà phê sách. Và ngày đầu năm mới thì mình cảm thấy vui vẻ và phấn khởi. Thì mình đến đây thì mình đã muốn có một tâm trạng đổi mới và tích lũy thêm năng lượng bằng cách là mình đi kiếm những quyển sách. Mình đọc để mình đóng góp thêm vào những cái kiến thức của mình cho phát triển cho năm mới. Cũng chúc mọi người là năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Trong ngày đầu năm mới, đường phố thành phố Hồ Chí Minh như khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ. Các khu vực công cộng của thành phố được trang trí đón năm mới để người dân có thể thoải mái chụp ảnh lưu niệm. Trong không khí rộn ràng, mọi người đều tràn đầy hy vọng vào một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi. Nhiều khách quốc tế đã đến Việt Nam trong chuyến du lịch đầu năm, đúng ngày đầu tiên của năm mới 2023. Tại Khánh Hòa, hai chuyến bay quốc tế chở khách du lịch đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong hôm qua. Chuyến bay khởi hành từ Incheon, Hàn Quốc đưa 120 khách quốc tế đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Sau đó khoảng 3 tiếng, chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Almaty, Kazakhstan cũng đưa 180 hành khách đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng nhân dịp năm mới 2023. Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức đón khách du lịch quốc tế trên hai chuyến bay này. Đây là sự kiện mở đầu cho năm 2023 nhằm mang lại không khí nhộn nhịp sôi động cho hành khách khi đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, mở màn đầu tiên cho ngành du lịch Khánh Hòa trong năm mới. Qua đó, ngành du lịch tỉnh này hy vọng tiếp tục đón thêm nhiều chuyến bay quốc tế, thu hút nhiều thị trường khách du lịch đến với Khánh Hòa, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, góp phần khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Tại tỉnh Quảng Bình, địa phương được mệnh danh là Dương quốc hang động cũng đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến tham quan. Đoàn khách đến sông đất Dương quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đầu năm 2023 gồm khách nội địa đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam và khách quốc tế đến từ Australia, Ấn Độ. Đại diện ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại sân bay để đón đoàn, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến các du khách. Năm 2023, du lịch Quảng Bình đạt mục tiêu đón từ 3 đến 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 100.000 lượt khách quốc tế. Việc tổ chức đón đoàn khách đầu tiên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngay ngày đầu tiên của năm mới, Bộ Giao thông Vận tải đồng loạt khởi công đầu tư xây dựng 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn đầu tư hơn 146.900 tỷ đồng. Cùng với các điểm khác, dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Cà Mau cũng được khởi công tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào sáng qua. Dự án có chiều dài hơn 110 km với tổng mức đầu tư hơn 27.400 tỷ đồng. Kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng, đến nay, tỉnh Cà Mau đã bàn giao trên 99 hectare diện tích mặt bằng sạch, đạt tỷ lệ 70,83% diện tích giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc. Về quy mô, tuyến cao tốc giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền 17m, giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền 24,75m và vận tốc thiết kế 100 km/h. Bên cạnh đó là các công trình được xây dựng đồng bộ như trạm thu phí không dừng, hệ thống giao thông thông minh, các tuyến đường nối vào cao tốc. Dự kiến dự án sẽ đưa vào khai thác trong năm 2026. Khi đó, thời gian di chuyển giữa Cà Mau và trung tâm thành phố Cần Thơ sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 1,5 giờ, thay vì khoảng 4 giờ như hiện tại. Tiếp tục với ghi nhận đáng chú ý tại Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, tuy được hỏi mua với giá 40 triệu đồng, nhưng người sở hữu con cua vừa đoạt giải tại cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất cua Sumo đã từ chối và tặng cho phân viện nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu để trưng bày. Ông Dư Thái Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dư Thái Bình ở xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, việc tặng chú cua nhằm mục đích bảo tồn và lưu giữ. Cũng theo ông Bình, sau khi cua đoạt giải, phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu đã tiêm phọc mon để lưu giữ tiêu bản cua Sumo. Sau khi tiêm phọc mon, cua Sumo được trưng bày tại ngày hội cua Cà Mau để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Khi đưa về phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Nam Sông Hậu trưng bày, con cua sẽ được xử lý hóa chất thường xuyên để đảm bảo nguyên vẹn. Mang tặng những bộ trang phục mới cho người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn là Tết này ai cũng được mặc đẹp. Đây là một việc làm quá đội ấm áp và ý nghĩa đúng không ạ? Do đó cũng là câu chuyện của cô gái trẻ Lý Thế Hương ở thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Chị Lý Thế Hương đã mang tặng những bộ trang phục mới cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mong Tết này ai cũng được mặc đẹp. Từ tấm lòng và tình cảm yêu thương, những chiếc áo mới trao tay mang đến niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của chị Hương nhận được sự đồng cảm từ nhiều người, lan tỏa thông điệp lá lành đùm lá rách. Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang đến gần, sự san sẻ với những mảnh đời khó khăn đã gieo thêm hạt mầm tử tế đến với cộng đồng, nhất là ở những người trẻ. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Điều tra vụ việc 5 người trong một gia đình tử vong ở Tuyên Quang. Mâu thuẫn do hát karaoke, 2 người thương vong. Camera 24 giờ, cảnh giác bị mất cấp khi đi mua sắm dịp cuối năm. Tết sớm trên vùng cao Sơn La. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, công an tỉnh này đang điều tra làm rõ vụ việc 5 người trong một gia đình tử vong trên địa bàn xã. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày hôm qua, chính quyền và công an xã Trung Hòa nhận tin báo về việc tại thôn Tân Lập, xã này xảy ra một vụ cháy nhà dân. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện người vợ và 3 người con đã tử vong trong vụ cháy. Người chồng cũng tử vong sau đó. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Tại Bình Dương, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 2000 ở quê tỉnh Phú Yên để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra, sau giờ làm việc thì Nguyễn Văn Nghĩa cùng 3 người khác tổ chức nhậu và hát karaoke bằng loa di động trong xưởng bánh kẹo nơi Nghĩa làm việc ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó có 2 người về trước, Nghĩa và Danh Minh Nguyên, sinh năm 1984 quê Sóc Trăng, tiếp tục ở lại nhậu và hát karaoke. Cùng thời điểm này, Lý Hoàng Giang sinh năm 1988, Thạch Mai sinh năm 2001 cùng quê Sóc Trăng
và 3 thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu và hát karaoke ở phòng trọ gần đó. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cho rằng nhóm của Nghĩa đốt pháo nổ và mở nhạc to hơn, nên nhóm của Giang cầm theo giỏ chai bia đi vào xưởng đánh nhau. Trong lúc xô xát thì Nghĩa đã dùng dao đâm Mai tử vong và Giang bị thương tích nặng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày đầu năm mới, người đàn ông chạy xe ra đường đã bị hai đối tượng áp sát, giật mất sợi dây chuyền trên cổ. Công an phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập hồ sơ điều tra vụ việc này. Theo trình báo của bị hại ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, hơn 9 giờ sáng qua, ông chạy xe ra tiệm tạp hóa trên đường Rọ Chén. Khi đang đứng đợi mua hàng thì bất ngờ bị hai người đàn ông chở nhau chạy ngược chiều áp sát, giật sợi dây chuyền 5 chỉ trên cổ rồi tăng ga tẩu thoát. Trong lúc bị giật, mặt sợi dây chuyền đã rớt lại, còn sợi dây bị lấy mất. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán đang đến gần và thời điểm này thì mọi người đều khá là bận bịu chuẩn bị hoàn tất các công việc để đón Tết. Tương tự tội phạm cướp giật thì vào thời điểm này tội phạm trộm cắp cũng lợi dụng sơ hở của người dân để mà trộm cắp tài sản. Nhưng và các tình huống camera 24 giờ mà MC Minh Phương gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ cho thấy bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì cũng rất cần sự nâng cao cảnh giác của mỗi người dân để không có tội phạm để tội phạm không có cơ hội gây án. Kính thưa quý vị, thời điểm cuối năm, nhiều người đi chợ, trung tâm thương mại để mua sắm và ở những nơi này thường rất đông người. Vì thế mà các đối tượng xấu dễ trà trộn vào để thừa lúc người dân sơ hở mà ra tay móc túi, lấy ví tiền, điện thoại của người dân. Những vụ việc này cũng là lời nhắc nhở mọi người nên đề cao cảnh giác khi mua sắm vào dịp cuối năm này. Theo camera ghi lại, tại một điểm bán quần áo ở thành phố Thuận An, Bình Dương, một cô gái mặc áo đỏ ghé vào lựa đồ có đeo theo túi bên hông. Lúc này bên cạnh có một người phụ nữ mặc áo màu xanh tiếp cận áp sát. Sau khi nhìn ngó xung quanh, một tay vờ lựa đồ, một tay còn lại thò tay vào túi cô gái móc lấy tài sản. Sau khi thực hiện thành công, nữ quái nhanh chóng rời khỏi. Được biết cô gái này đã mất hết 7 triệu đồng. Đây là vụ việc được camera an ninh ghi lại tại Gia Kiệm, Đồng Nai. Một nạn nhân nữ đang đứng đợi mua đồ tại cửa hàng thì nhóm đối tượng đã áp sát và bủa vây nạn nhân để dàn cảnh ra tay trộm tài sản. Người phụ nữ mặc áo hồng trong nhóm tiếp cận, dùng tay kéo ngăn túi của nạn nhân để móc lấy điện thoại, rồi truyền cho đối tượng đứng phía sau. Thực hiện trót lọt, cả nhóm rời đi. Nạn nhân lúc này vẫn chưa nhận ra bị mất điện thoại. Tình huống xảy ra ở một shop thời trang tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, nhiều người đang lựa đồ nên trong shop khá tấp nập. Thấy một túi xách của vị khách để bất cẩn, người phụ nữ mặc áo chấm bi xanh đã tiếp cận mở túi, lấy trộm tài sản bên trong rồi giấu vào người, tỏ ra như chưa có việc gì xảy ra. Camera tại shop đồ ở thành phố Đà Nẵng ghi lại cảnh hai người phụ nữ giả mua đồ, phối hợp nhịp nhàng để móc túi người mua hàng. Người phụ nữ mặc áo vàng đã tiến đến quầy thu ngân, cầm cái áo che chắn, đánh lạc hướng, rồi áp sát cô gái đang đứng tính tiền. Sau đó người này ra tay móc túi, lấy ví, rồi truyền nhanh cho người phụ nữ áo hồng cất giữ. Toàn bộ hành vi diễn ra quá tinh vi, khiến nạn nhân và mọi người xung quanh không thể nào nhận ra. Vụ dàn cảnh móc túi nơi đông người ở thành phố Hồ Chí Minh bị camera quay lại cận cảnh. Theo đó, phát hiện người phụ nữ mặc áo hồng đeo túi xách đang đứng mua đồ. Nhóm đối tượng nữ đã bủa vây nạn nhân. Một người dùng tấm tờ rơi che chắn để đồng bọn khác tiếp cận, thò tay vô túi nạn nhân để trộm tài sản. Thao tác nhanh gọn, chỉ vài giây đã lấy được món đồ. Những ngày này, bà con đồng bào dân tộc Mông ở huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang tưng bừng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là dịp để du khách gần xa trải nghiệm những phong tục độc đáo của đồng bào vùng cao. Cũng như nhiều gia đình người Mông ở xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, vợ chồng anh Hạng A Anh đã chuẩn bị một con heo cùng những mẻ gạo nếp nương thơm nhất để mời người thân bạn bè đến đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Tết năm nay tôi rất vui vì được đón Tết trong ngôi nhà mới. Tôi cũng chuẩn bị một con heo và giả bánh dày để ăn Tết. Sang năm mới mong rằng đời sống sẽ ngày càng ổn định hơn. Diễn ra trước Tết Nguyên Đán một tháng, Tết của đồng bào dân tộc Mông từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Tùy vào điều kiện, các hộ gia đình có thể tổ chức các nghi lễ trong dịp Tết khác nhau. Địa phương cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để mọi người cùng vui xuân đón Tết đủ đầy. Các ủy chính quyền đã quan tâm chỉ đạo đối với các bạn, ta sẽ chuẩn bị cái Tết thật độ ấm chú đáo, để đặc biệt là quan tâm đến các đối tượng chính sách, trong đó thì có những cái hộ mà được xuất nhà tạm trong năm nay. Thế không chỉ những hộ đó mà còn những hộ khó khăn, chúng ta cũng phải có những cái chính sách động viên hỗ trợ kịp thời. Đến với vùng cao Bắc Yên vào những ngày này, đón Tết cùng đồng bào Mông chính là cơ hội để du khách khám phá những phong tục, nghi lễ cùng nét văn hóa độc đáo được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những trò chơi, những câu hát, tiếng khèn làm cho không khí ngày Tết thêm rộn ràng. Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông thì đây là một cái nét riêng có của người dân tộc Mông. Bản sắc đó thì cũng gắn với là cái địa bàn mà huyện hướng tới, các cái sản phẩm du lịch của huyện là một trong những cái mục tiêu trong cái thời gian vừa qua và hướng tới trong thời gian tới, đó là khu du lịch vệ tinh của Mộc Châu, cũng như là gắn với lại cái định hướng của tỉnh, đó là phát triển huyện Bắc Yên sẽ là khu du lịch của tỉnh. Không khí mùa xuân đang về khắp núi rừng rẻo cao Bắc Yên. Với 45% dân số là đồng bào Mông, nơi đây đang rộn ràng đón Tết sớm trong niềm hân hoan và hy vọng cho năm mới với nhiều điều may mắn tốt đẹp. Tại Kon Tum, thời gian qua chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm tích cực. Các địa phương đã triển khai đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu và đến nay cuộc sống của người Bơ Râu, một trong những đồng bào dân tộc rất ít người trên địa bàn tỉnh, đã đổi thay so với trước đây. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Ngồi bên cạnh bếp lửa, sưởi ấm vào những ngày đông lạnh lẽo, ông Thao La, người Râu, tại làng Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, càng thấy cuộc sống đổi thay hoàn toàn so với trước đây. Gia đình ông cũng giống như bà con dân tộc trong làng đã thoát được cảnh khó khăn, thiếu thốn. Bây giờ thì là đỡ rồi, quá đỡ rồi. Thì là dân tộc Bà Râu bây giờ thì là biết làm theo bà con... những người làm trước ruộng này, rồi thì vườn này, các loại cây ăn quả này, những người thì có đất thì làm vườn ca này, là vườn chu riêng này. Hiện nay gia đình ông Thao La đang có khoảng 2,3 hecta trồng lúa nước, cây ăn quả và cây cà phê. Bên cạnh đó, gia đình ông còn biết kết hợp chăn nuôi với trồng trọt nên đã vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra ông còn có điều kiện để cho người con út đi học đại học. Ở trên địa bàn huyện hiện nay thì có 17 dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Bờ Râu được xác định là dân tộc rất ít người và luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Thì trong những năm qua thì các chính sách của Đảng và Nhà nước đã được nói chung, cũng như là một số chính sách đặc thù của dân tộc thiểu số rất ít người đã được triển khai đến đối với người đồng bào dân tộc Bờ Râu. Thông qua như là đầu tư là hệ thống đường giao thông thủy lợi này, là hỗ trợ cho bà con dân tộc Bờ Râu trong sản xuất chăn nuôi, cũng như là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thì qua triển khai các cái chương trình chính sách của Đảng, Nhà nước thì hiện nay thì đời sống của bà con đồng bào dân tộc người Bờ Râu đã được thay đổi và từng bước được nâng lên. Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều chính sách, cuộc sống của đồng bào dân tộc Râu ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi đã đổi thay. Không ít gia đình vươn lên khá giàu, bản làng ngày càng khởi sắc. Liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một điểm báo. Và ngay bây giờ thì biên tập viên Tấn Phước cũng đã quay trở lại phim trường để cùng với chúng ta đến với các thông tin đáng quan tâm trên các báo phát hành sáng nay. Xin mời anh ạ. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn chị Anh Thơ và anh Thế Anh. Mở đầu một điểm báo sáng ngày hôm nay là thông tin vui trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ với bài viết nhan đề Hàng Việt xuất khẩu top đầu thế giới.
Tác giả bài báo cho biết là nhiều ngành hàng xuất khẩu Việt Nam đã ghi nhận dấu ấn khi liên tục giữ vị trí nhóm đầu trong kim ngạch xuất khẩu của thế giới. Cụ thể như là hồ tiêu số 1 thế giới, viên nén đứng thứ 2, ngành gỗ nỗ lực đứng đầu thế giới, gạo đứng thứ 2 thế giới, cà phê chỉ đứng sau Brazil, thủy sản đứng thứ 3 thế giới. Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương thì xuất nhập khẩu năm 2022 tiếp tục vượt khó, ước cả năm đạt khoảng 371,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với năm 2021, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đã củng cố vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Và trên báo Tuổi Trẻ sáng nay có hai bài viết đáng chú ý viết về trẻ em, đó là bài nỗ lực cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông và bài báo động tai nạn do trẻ tự chế pháo nổ tăng cao. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Đồng Tháp vẫn đang nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi, Thái Lý Hạo Nam, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, sau khi em rơi xuống trụ bê tông rỗng của cầu Rọc Sen vào trưa 31 tháng 12. Hai ngày qua thì ông Quỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn. Hay là trong bài báo động tai nạn do trẻ tự chế pháo nổ tăng cao, các bác sĩ đã nhận định đặc điểm chung của các vụ nổ pháo là trẻ muốn khám phá, tự tìm mua nguyên liệu trên mạng xã hội và tìm các video hướng dẫn để thực hiện. Điều này khiến cho nhiều trẻ bị tai nạn vì pháo tự chế tăng cao, có trẻ bị chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là không ít trường hợp tử vong. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần phải quan tâm và tăng cường giáo dục hơn nữa để trẻ nhận thức được hành vi tự chế pháo là vi phạm pháp luật. Nguy hiểm hơn, hành vi này đe dọa đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Còn trên trang 2 của báo Tuổi Trẻ có bài viết nhan đề Minh bạch tài sản quan chức. Tác giả bài báo đặt vấn đề, công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực đang được đẩy mạnh, nhưng nếu không minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ có chức vụ quyền hạn quan chức thì sẽ rất khó để mà trị tận gốc tham nhũng. Để khắc phục hạn chế này theo chỉ đạo của Thủ tướng, mới đây Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương về định hướng xác minh tài sản thu nhập năm 2023 của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Thanh tra Chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập đối với cán bộ có phụ cấp từ 0,9 trở lên. Để khắc phục việc kê khai tài sản thu nhập hình thức, có ý kiến khuyến nghị quy định về kê khai tài sản cần cụ thể hơn, đồng thời cần đặt ra mục tiêu trong 5 năm phải kiểm tra kiểm soát được tài sản thu nhập của tất cả cán bộ trong bộ máy quản lý. Trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay còn có các bài viết đáng chú ý với nhan đề như là thầy giáo Việt chấm thi khoa học quốc tế, những gương sáng của Tuổi Trẻ thành phố, nghĩ về những người không có thưởng Tết. Dưới tán thông cổ thụ đẹp mê ly, viết về hàng thông trăm tuổi tọa lạc tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Bá của tỉnh Gia Lai. Chúng ta chuyển sang điểm qua báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh với bài viết Bệ phóng tăng trưởng 2023. Tác giả đặt vấn đề nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm từ 2021-2025 đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5 cho đến 7%. Tuy nhiên mục tiêu này đang gặp nhiều thách thức, phần lớn là do đại dịch Covid-19 và những biến động của tình hình thế giới. Vì vậy năm 2023 trở đi, Việt Nam cần tạo ra những đột phá thực sự. Trên cơ sở phân tích những khó khăn đặt ra trong năm mới, tác giả bài viết đề xuất giải pháp có tính chọn lọc và bền vững. Thứ nhất, cải cách thể chế vẫn là bài toán cũ nhưng cần sự quyết tâm trong việc tìm lời giải. Thứ hai, hạ tầng cứng cũng rất cần được quan tâm, đặc biệt là cải cách chất lượng nguồn nhân lực. Thể chế và nguồn nhân lực sẽ là những bệ phóng cho tăng trưởng, không chỉ ở giai đoạn 2023-2025, giai đoạn tăng tốc hoàn thành mục tiêu đại hội 13, mà còn cho những năm tiếp theo. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.